Dạ, kính thưa quý vị, thì đây có Huynh Hồng nữa. Bữa nay trao quà, phát quà từ thiện đó quý vị cùng đoàn á. Dạ thì mời Huynh Hồng trao quà đi ạ. Đây cho của tụi nhập bán vé số, có bà mẹ già bị đi bán vé số rồi cũng bị xe nó quẹt vô cũng gãy cái giò hết 3 khúc, cũng đáng thương lắm quý vị ơi. Mình tới ra giờ là cũng có em cũng biết được, giờ nay cũng tặng cho một phần quà để ăn qua cái vùng dịch này. À, giờ tặng cho anh cỏ về nuôi Đây, mẹ. chậm chậm từ từ nha, cho Quynh quà quay thêm nữa. Ngày một phần phải không? Và giờ một phần nè. Phần quà giá trị có nhiêu? Quà này là 300 ngàn. Phần quà có 300 ngàn. Là gần đó là gạo, mì, dầu ăn, nước tương, bột ngọt, sữa, muối, bánh, muối, hết thảy là chín món. Phần quà cũng đầy đủ đó, ăn cho qua cái vùng dịch nha. Dạ, cũng cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn mấy thầy với lại mấy chú ở đây, cũng cảm ơn mấy chú mạnh thường quân ủng hộ giùm mấy thầy ở đây cũng cho quà. Rồi 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 rồi, chúc chú nhiều sức khỏe ha. Em cũng đại diện xin giùm cho cái chú bán vé số, ngay cái trạm chốt cũng không có đi đến được. Thở ra giờ mình cũng em cũng đại diện đến đây để lãnh phần quà để về đưa cho cái ông chú bán vé số. Thì cũng Rồi. cảm ơn mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ủng hộ cho được cái người bán vé số này. Tôi cũng thay mặt người bán vé số cũng cảm ơn là mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước hết. Trân trọng cảm ơn. Rồi. Chú Quynh nhìn sức khỏe nha. Đây, kính thưa quý vị, nay cùng với ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Sơn trao quà cho từng nhà quý vị. Đi bỏ vô đi. Dạ rồi. Thì kính thưa quý vị, thì nay cũng đã tới nhà của một ông chú. Thì trong lúc này thì chú chỉ làm thuê sống thôi, nhưng mà trong lúc bệnh tình này thì chú làm không được, nên đội chúng con đã tới đây và phát quà nha quý vị. Bởi vì mùa dịch bệnh này rất là khổ lắm quý vị ơi. Thì đoàn chúng con không để ai bị phải lọt lại ở phía sau hết. Ai cũng có một quà hết quý vị ơi. Thì nhà chú đây, từ ngày thì chú đi làm thuê sống, nhưng mà giờ dịch bệnh thì khổ quá, không làm gì được nha quý vị. Dạ thì kính thưa quý vị, hôm nay con có tới nhà của một bà cụ, một người chứ. Thì hôm nay được biết gia đình này rất là khổ mà lại mang bệnh tật trong lúc nghèo khó này. Đây là ngôi nhà của bà cụ, của người này. Không, đây bà cụ đây. Nhà đây là ở dưới sông, ở đậu người ta nha quý vị. Đây bà cụ. Và cái cháo gì được rồi? Dạ, bằng ấp và trái cho đi trong nhà. Thì nay đoàn chúng con cũng tới đây cùng với mấy chú ở ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Sơn tới đây để trao phần quà cho bà cụ ạ. Dạ. Thì hôm nay thì tôi cũng đại diện cho ban sự Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Sơn. Dạ. Với cùng đoàn thiện nguyện Đại Hòa với Dương Cầm. Đây là trước cũng thăm chị sau cũng tặng một phần quà của Đại Hòa, là các mình quân ở xa xôi gửi về Đại Hòa cũng
dính ra để giúp cho chị. Dạ. Thì chị nhận đi. Dạ. Rồi cũng kính chúc chị được nhiều sức khỏe nha. Dạ, tôi cũng có đôi lời cảm ơn anh với lại mấy chị, mấy cậu, mấy chú nha. Dạ. Giờ mình có có làm như hôm năm rồi mùa cá thì còn cắt được năm nay. Dáng niệm Phật rồi. Dạ. Trời lộ đêm nào qua, tối thành giờ tập. Sao bệnh tật này bây giờ tôi cũng biết làm sao vậy đó. Giờ còn cái đường ruột à. Dạ. Chứ cảm thì thường ngày thì nếu mà nó nóng quá thì uống thuốc. Uống thuốc hạ cảm vô cho nó uống sốt. Cô bị bệnh lâu chưa cô? Bệnh cô bệnh rồi năm 31 tuổi, bệnh 28 tuổi mà tới 31 tuổi một lần. Dạ, có nghĩa là cô bệnh lâu rồi ha. Dạ. Rồi coi như là 31 tuổi mà 13 lần một. Dạ. Hôm nay cô nhiêu tuổi rồi? Tết nay nó cô 85 tuổi rồi. 85 hả? 85. 85, dạ. Đây cô ở đây, nhà của mình ở đây là đất của mình đây hay là? Đất ở nhờ. Ở nhờ ha, dạ. Đất ở nhờ bà mợ qua cháu ở nhờ. Dạ. Cô ở đây với ai vậy cô? Ở có mình ơn. Dạ, có con cháu gì không? Có hai đứa con mà nó cũng nghèo, không có chồng nữa. Dạ. Ở mình ơn vậy đó. Dạ. Tàn ơi, có già rồi mà bệnh tật mà còn ở có mình nữa Tàn. Ba ở chỗ này có người cũng không ai biết. Dạ. Yeah. Nếu không đăng lên không ai biết luôn. Có mấy em này, có nhỏ em này nó tối nó ngủ đây cũng ngủ ở đây giữ đồ rồi gần bả có gì đó thì nó tiêu. Dạ. Yeah. Thì có ăn tương không? Dạ không, tới gần lớn đầu tôi đi ăn thôi. Ăn dạ. Ăn không? Dạ. Bị không có má hóc mày gì trên thành giống. Thôi thì ráng ráng đêm ráng ngủ nằm đợt đi. Dạ. Yeah. Yeah. Thì đêm nào cũng được. Ông trên trời Phật độ cho tay qua nè, khỏi bệnh tật cho giờ sống được giờ năm với con cháu. Dạ. Bây giờ biết làm sao bây giờ. Thì đêm nào ngủ cũng niệm Phật. Nói chung là đợt nào mà bên ban thực sự ha, bên từ thiện gì ta cho, tôi không có đành xuống nhưng mà tôi gửi gì xui á. Dạ. Xui là chị ba con vậy là anh xui của bên chúng ta mấy đợt rồi tôi gửi này cho cũng nhiều đợt lắm rồi. Dạ, tôi gửi chú nó gửi có nó ngay ra chúng ta thảo em gái tao nó gửi gì đó cái đó là đợt rồi bên Mỹ nó gửi gì mấy chục phần quà đó rồi cũng gửi cho chị hai với này gửi chị ba chứ em xuống rồi mình ở đây là kêu gì ta tổ ba ấp Bình Sơn ha Huỳnh Sơn, ấp Huỳnh Sơn, xã Bình Huỳnh. Cô có số điện thoại gì không cô? Lỡ nữa có ai mạnh thường quân nào người ta giúp đỡ cô rồi ta liên lạc cô. Cô không có số điện thoại thì thôi cũng được không sao. Thì nữa dạ. Bây giờ cái gì hai này nè, chỗ chú cũng cho quà chị hoài ha. Dạ. Nó lấy số con thầu của chú đó rồi chờ liên lạc với chú. Vì con rành xuống đỉnh này luôn. Dạ, con dạ. Con rành vụ mát vậy nữa. Dạ rồi. Đài cái mức mát của bác mà không có rành số trong. Dạ dạ. Không sao nữa, có gì nếu con xin số chú, có gì ai gần thì ta liên hệ với chú, rồi ai xa gửi con thì đem xuống gửi. Cái gì 24 kg hả? Tàn ơi, thấy cô rất ruột quá. Thằng ngày bệnh mà. Cô làm gì? Năm rồi còn cắt cá em đã. Cho chị 100 ngàn em mua đồ ăn. Em chạy đi. Nhận đây là thằng yêu tôi. Đó. Thằng yêu tôi. Dạ, đó chú hai một thiện nguyện rất là tấm lòng luôn quý vị ơi. Dạ. Gửi cho bà cụ thêm trăm đồ rau đàn mua thương sao vậy? Thuốc này uống. Cái hai hàng ngày cũng đi cắt cá vậy đó chứ đâu có làm gì được. Dạ, ở đây thì mấy cái con cắt á thì cái này nó cắt cá được 5-6 ký, bả ngồi với cắt được cái cơm thì nó nhẹ. Dạ, cắt 5-6 ký cho được nhiêu tiền? Mấy 20 ngàn. Tiền ký cũng có 2-3 ngàn. Còn cái mai thì cầm kéo không được, cái tay cầm kéo không được. Dạ, tay không cầm kéo được hả? Nó được. Dạ, làm được nếu như mà liều chục á, chục dãy là không được, bị chục dãy mình đánh trong á. Dạ. Nặng nề quá là không nổi gì vậy. Dạ. Dạ. Kiểu là đi quá. Cái giò gì đâu mà nó giò gì sao đi thấy được. Liệt thấy được. Dạ, bị liệt. Bị liệt. Bên hai bị hết hai bên luôn hả? Hai bên. Dạ, hết hai bên. Bò không vậy đó. Xương không mà vậy là mình đi bò không chứ đâu có đi đứng đi được hả? Đi có xe lăn nào không mà đi chơi đồ chiều không? Không, cũng ra trước. Trời ơi, lưng cô. Mấy cái nằm sao đất tống rồi cho nó liệt. Liệt luôn hả? Người ta được mổ đứt tị. Đây cái lưng của cô nè quý vị ơi. Rồi nó cắt 2 cộng 3 sườn để đắp lên chỗ máy đắp. Cắt 2 cộng 3 sườn hả? Dạ, 2 cộng. Rồi, 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 quay, quay lại đi con. Quay mặt lại. Cái quan trọng phải đến thôi, chính là bình thường mình không lỡ. Bởi vì cái gì cực làm điều gì từ thiện mà cực khổ gì.
Rồi cô ha, hoàn cảnh mỗi lần thứ ba đó, mỗi lần thứ ba nó tính đi tính được này, nó đứt tỷ luôn. Thì nó nào sâu quá. Cô cho phép con hỏi cô tên gì vậy? Cô tên Đỗ Thị Tiết. Đỗ Thị Tiết ha, dạ. Vậy là làm cắt cá trước thì còn cắt được, bây giờ dịch bệnh là không cắt được hả? Dạ, dịch bệnh là không cắt. Cắt một ngày chỉ là có 10 mấy ngàn thôi. Đó là mà cắt bữa cắt bữa nghỉ nữa chứ cũng không có mạnh giỏi. Dạ, vì bệnh mà. Có bữa nào nó không bị, nó không hành thì ngồi làm được. Không hành thì đi làm được. Ngán ngán kiếm tiền mua dầu đồ tha bớt. Dầu nóng thì thường. Con cái thì ở xa hả gì cô, hay là có gần gần đây không? Tới lui thăm nôm gì không? Dạ. Dạ. Rồi nó có tạc nữa, nó không mặn gì đâu, có được đứa con. Dạ. Nó xa quá, phải ở gần gần, bên Hồ Quéo xa. Bởi vì bên Hồ Quéo quá xa. Rồi nó chạy xe cũng được, nó xe máy. Dạ, rồi người gái của cô cũng bị có tạc nữa hả? Dạ, nó có tạc cái con, nó bị cánh tay nè. Dạ. Bên cái tay mặt nó yếu, đi, đi được, bên cái giò. Dạ. Cái tay không có làm được, bên bên làm được. Rồi sống đây có mình vậy thôi. Đi được không hay là mình bò không? Dạ không đi được. Lết bò chứ ha. Bò đi lết lết hai bàn tay, chống hai bàn tay đi. Nó hôm nay đi cái người ta cho cũng hơi nhiều nhiều, cái em cũng kêu cho con bảo nhỏ có tặc á cho nó ăn đi, nó cũng có tặc không ai nói một, gì đâu. Mỗi lần cái giò nó cũng luôn á. Bây giờ tao từ từ cái nó đi bằng thẳng. Mỗi lần cái giò nó cũng ớn. Cảnh nghèo cái này nghèo còn mất cái eo. Thêm mẹ, bệnh mẹ bệnh mà con khỏe nó mà nuôi cũng đỡ. Dạ. Mẹ bệnh mà con bệnh luôn. Để gì gánh nặng cho xã hội. Má cũng thương á, tội nghiệp má. Má con bả cho ở đậu đó này nè. Chứ ở đó phải đâu có chỗ ở đâu, mà ở ngoài biển á, ở chung lơ quá không có nước, không có nôi gì hết trơn á. Dạ. Tội nghiệp lắm. Rồi cái mùa dịch. Thấy chị cho về đây ở nè. Mấy người trong lô còn hai. Tôi của anh Thí á cho 500 ngàn, tôi cho 200 ngàn, người người cho cây, người cho này cho kia mua đặng cắt ở. Dạ. Bằng đêm rồi, hai chồng cũng đứng xích bằng đêm đó anh, rồi có nhỏ em nó ngủ cái. Đứng xích này nè, cho nó em nó ngủ cái gì luôn. Nào ngủ ngon ngon. Cho kêu hoài. Này đến dắt qua đó là được. Đứng đây được rồi. Ở đây quay ra mình có cái ý kiến gì đó. Dạ. Ở đây cũng có nghe nhiều người thấy khổ, khổ ghê luôn. Đã nhà khổ nghèo rồi còn thêm bệnh tật nữa, bây giờ con bệnh luôn nữa, con bệnh chữ eo. Dạ. Đứa lớn thì nó nói ngay đi, nó hơi tròn trẻ mà nó khùng khùng. Dạ. Dạ. Bị luôn hai đứa vậy là hai đứa hết trơn luôn hả con? Dạ, hai đứa. Mà nó tay chân thì lành lặn mà nó không có được bình tĩnh. Dạ. Nhỏ em nữa, nhỏ em nó có tật mà nó bình cô tĩnh hơn. Gắng niệm Phật ha. Dạ. Và niệm Phật để Phật gia hộ cho mình được có cái phước báo trí tuệ sáng suốt để tiến lên cái chức cao của mình đó. Dạ. Nhà nhà. Chỉ có cái niệm Phật là nó cái nghiệp đó, cái nghiệp đó nó sẽ giảm dần lại. Niệm tử Di Đà tăng chứng nghiệp. Cho nên cái chỉ có cái phương pháp để niệm Phật để cái nghiệp chứng của mình được nhẹ nhàng, rồi nhờ cái công đức niệm Phật đó để diễn được kiếp sau mình được có phước báo để có thiện căn với Đức Phật, rồi để cho mình được có cái duyên lành, cái hạt giống chủng tử Phật đó. Là nhưng mà giàu cho giàu sang cách mấy đi nữa ở thế gian nó cũng khổ. Yeah. Mà nghèo cũng khổ nữa. Nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đó liệu cơm nhà rách, buồn duyên số phận mình. Cái nghèo này không dám thiếu nợ, không dám buồn. Giàu gia đình chứng vạn khinh cười. Tháng lãnh được 405 ngàn rồi ăn gói. Mà giàu á thì lo chen lắng với người miễn được đầy dương đầy tủ. Của dương thế rớp tôm bảo thủ, sợ gian phi trận cướp gình mò. Lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó số tiền chẳng trả. Cho nên á, cái giàu nó cũng khổ mà nghèo cũng khổ nữa. Cho nên Đức Thầy mới tóm lại cho mình á, là ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả. Cho nên mình biết được chỉ có niệm Phật để Đức Phật độ cho mình. Mình niệm Phật thì mà có cái đúng theo cái tín nguyện hạnh của Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật sẽ giúp mình về cảnh giới cực lạc ha. Thì về cực lạc đó là hết khổ thôi ha. Và gắng cố gắng niệm Phật để Phật gia hộ độ cho mình được có một cái duyên lành hạt giống, rồi đầy đủ tín nguyện hạnh để cái lúc lâm chung cuối cùng sẽ mãn kiếp hồng trần được sanh lạc quốc. Đó là chỉ có về cực lạc mới là hết khổ. Nãy giờ con nói vậy có cô có chấp nhận cái lời đúng hay không? Dạ. Dạ. Dạ, mình cảm nhận được thì mình chỉ có cái gán niệm Phật đi cô ơi. Dính trước cũng là cụ thiếu cần tu. Thì cái mày gán tu rằng mình kiếp sau. Dạ.
chứ mình cũng người ta đây mình tại sao mình vậy mình nhận định ngàn chắc nhưng mình ăn tương không được thì mình cũng phải cố gắng niệm Phật nha cô ơi. Tối đêm nào cô cũng niệm Phật. Dạ. Cho nó bây giờ nói chung ra cái nghiệp cái quả mình thôi mình gán niệm Phật đi cho tan cái nghiệp. Gán tu hành đi rồi gán niệm Phật đi mà giờ bớt đi cái nghiệp quả là tiếp sau mình đầu thai lại làm người chúng sinh nó được lành nhẹ hơn rồi cuộc sống nó hạnh phúc hơn nó vậy. Dạ thì kính thưa quý vị, đây là cô nãy là cô nói cô tên gì vậy? Cô tên Đỗ Thị Tiết. Đỗ Thị Tiết là ở đây là kêu gì cô? Kêu quên nữa. Tổ ba ấp Quỳnh Sơn quý vị ơi, tại vì kính mong quý vị nếu mà các mạnh thường quân nào có ở gần đây thì giúp đỡ cho cô Tiết. Và nếu ở xa thì có thể con để cái số điện thoại của con trên màn ảnh nhỏ đó quý vị nào ấy thì có thể liên hệ với con để giúp đỡ cho cô nha quý vị. Dạ thì video của con tới đây cũng tạm dừng nha quý vị. Con với Quỳnh Hòa cũng đi vòng vòng để trao cho bà con nghèo mình á. Dạ thì mến chào quý vị nha. Rồi xin kính chào.